này tôi ra ngoài ruộng tôi nhìn áo sen. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Đã quá Pepsi ơi. Tượng của mình hôm nay trông thế nào? Asan thấy Asan nói điểm đen có yêu. Chắc chắn cái phẫn nộ là tại vì chắc bá nghĩ là khán giả và mọi người thấy bá dữ lắm. Okay. Cái mặt này giống như cái mặt dữ đúng không ạ? Okay. Nếu bất ngờ được khen đáng yêu, cứ tệ quá đi, phản ứng của bạn sẽ làm gì? Của bạn về các mascot biểu diễn cùng bảng. Siêu tuyệt vời, siêu tuyệt vời. Báo gì mà nó hiền lành dễ sợ. Báo gì bình thường ở trong mình thấy con báo này đồn dữ lắm, nhưng mà mình thấy con báo này quá trời đáng yêu mà quá đẹp luôn á. Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Dùng bài emoji để miêu tả hình tượng của mình hôm nay. Sẽ cho mọi người đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Đó là đầu tiên ha. Rồi, tiếp theo đó là dở khóc dở cười. Ôi trời đất ơi, lúc cười lúc khóc là bởi vì cười đến nước mắt luôn đó. Em bị gì cũng không biết gì hết trơn á. Tự nói chung là bị đi đâu lạc mất tiêu. Đi hồi tưởng đúng trường không phải lạc đường luôn. Mình rất là vui. Nói chung là mình cười đến nỗi đau của người khác. Còn đây là mình rất mong muốn trong mắt mọi người mình luôn đáng yêu, dễ thương và muốn mang năng lượng tích cực đến giới mọi người và những điều tốt đẹp thông qua giọng hát này. Oh la la. Sau đây là câu hỏi trắc nghiệm để hiểu thêm về Osen và báo mất tích nhé. Thú vui tiêu khiển của báo là A. Nuôi thú cưng. B. Trồng cây. B. Osen là một người như thế nào trong tình yêu? A. Cổ điển. B. Hiện đại. Thích được người yêu tặng cái gì trong dịp đặc biệt? A. Hoa. B. Sô-cô-la. Trang phục Osen thích nhất là A. Đầm dạ hội. B. Áo dài. Khi yêu đời nhất báo sẽ làm gì? A. Đi du lịch. B. Đi mua sắm. Món quà Osen nghĩ là đáng giá nhất là A. Hàng hiệu. B. Làm bằng tay. Báo sẽ là kiểu người yêu nhiều hơn. B. Muốn được yêu nhiều hơn. Điều gì khiến Osen buồn nhất khi yêu? A. Không là chính mình. B. Người yêu không ở bên. Ngày nghỉ của báo sẽ làm gì? A. Đặt một chiếc vé đi đâu đó thật xa thành phố, ăn những món mình thích. B. Chỉ ở nhà nấu một món ăn ngon tự thưởng cho mình. Osen tự hào nhất về A. Mang giọng Huế đặc trưng của mình lan tỏa đến muôn phương. B. Luôn đạt kết quả cao ở cuộc thi nào đó. Những lúc báo cô đơn lạc lõng nhất báo sẽ
A. Bật karaoke rồi hát một mình để bớt cô đơn. B. Ra phố đi bộ đi đủ một vòng rồi về. Điều gì khiến báo trở nên mạnh mẽ nhất? A. Sau một cuộc tình đổ vỡ. B. Sau khi vượt qua được cuộc thi cam go. Điều gì khiến cho báo chạy lòng nhất? A. Cảm thấy không được tôn trọng trong một mối quan hệ. B. Ai cũng được rủ đi hợp lớp trừ mình. Bạn nghĩ hình tượng của mình hôm nay trông thế nào? Chắc chắn cái phẫn nộ là tại vì chắc báo nghĩ là khán giả và mọi người thấy báo dữ lắm. Cái mặt này giống là cái mặt dữ đúng không ạ? Nếu bất ngờ được khen đáng yêu, cứ tệ quá đi, phản ứng của bạn sẽ là gì? Báo sẽ hỏi là cho báo hùng thấy được không? Ấn tượng đầu tiên của bạn về các mascot biểu diễn cùng bảng. Osen sẽ làm gì nếu một ngày không gặp người yêu? A. Buồn thơ buồn thẩn, đăng story, cập nhật trạng thái trên mạng xã hội. B. Đi chơi với đám bạn vui vẻ, ăn uống ngập tràn không no không về. Báo sẽ làm gì nếu gặp lại một mối quan hệ cũ đã vỡ? A. Cười chào hỏi vì cũng đã từng rất thân thiết. B. Ngoảnh mặt làm ngơ, xem như không quen biết. Khi được người yêu tặng quà bất ngờ khi không có dịp nào hết, phản ứng của Osen lúc đó. A hỏi bằng được người yêu lý do tại sao. B sẵn sàng đón nhận nhưng sẽ âm thầm mua quà tặng lại người yêu. Ca sĩ mặt nạ The Mask Singer Việt Nam lúc 20 giờ thứ bảy hàng tuần trên kênh V Giải Trí. Giấc mơ của mẹ phát sóng 20 giờ thứ hai, ba, tư xem đồng thời trên Vion.